Xin chào các học trò 2K7. Chiều nay 18 tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024-2025 và trong đó có bộ môn ngữ văn của chúng ta. Để giúp cho các em có thể có một cái thuận lợi và một tâm lý rất là yên tâm để chúng ta có thể tiến hành ôn luyện theo cái định hướng từ đề tham khảo. Tất nhiên kết hợp với cái sự sáng tạo của cả thầy và trò chúng ta thì cô sẽ đưa ra một số cái nhận xét và một số cái lời nhắn nhủ tới các em như sau sau khi chúng ta có được đề tham khảo ở trong tay. Một cái nhận xét đầu tiên là chúng ta có thể thấy là đề tham khảo tháng 10 năm 2024 hôm nay thực chất là lần thứ 3 được công bố. Lần thứ nhất là Bộ đã công bố đề minh họa vào tháng 12 năm 2023 và sau đó nhắc lại một lần nữa vào tháng 3 năm 2024. Nhưng tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta có một cái đề tham khảo chính thức với cái sát nhất với nội dung chương trình mà chúng ta được ôn, được luyện ở lớp 12, trong bộ môn ngữ văn lớp 12. Và nếu mà nhận xét chung ấy, trong cái nhận xét đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là đề tham khảo đã đảm bảo đúng các cái mục tiêu và định hướng. Cụ thể là cái định hướng phát triển, hình thành và phát triển năng lực cũng như là phẩm chất học trò như cái mục tiêu đề ra của chương trình giáo dục 2018. Đấy là một. Thứ hai là đề tham khảo hôm nay chúng ta cũng thấy là bám rất sát các cái tiêu chí ra đề của những cái lần đề minh họa trước. Đó, cụ thể như là việc lựa chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa hoặc là các cái câu hỏi của phần đọc hiểu, của phần viết là cũng bám sát các cái cấp độ nhận thức theo cái cấu trúc ma trận đề. Một cái nội dung nữa mà chúng ta cũng có thể có được một cái nhận xét đó là trong cái đề minh họa mà Bộ công bố trước đây thì có đưa ra một số cái kiểu dạng của cấu trúc đề. Và đề tham khảo hôm nay, ta tạm gọi nhé, đó là đề tham khảo tháng 10 năm 2024 không nằm ngoài các cái kiểu dạng đó. Và nó là một trong các cái kiểu dạng cấu trúc đề mà đã được công bố ở đề minh họa tháng 12 năm 2023. Tất cả những nội dung ấy, những cái nhận xét ấy giúp cho chúng ta có được một cái tâm lý rất là yên tâm, yên ổn. Ta không có cảm giác bị bất ngờ. Bởi vì ít nhiều thì sau khi Bộ công bố đề minh họa từ tháng 12 năm 2023 thì thầy trò ở các trường phổ thông trong cả nước cũng đã tiếp cận với đề, đã ôn luyện theo cái hướng của đề minh họa. Và vì thế cho nên cái hướng ấy nó không đi ra ngoài cái nội dung của đề tham khảo ngày hôm nay chúng ta có ở trên tay. Đây là cái thuận lợi thứ nhất. Một cái nhận xét thứ hai đó là như cô đã nói, tức là đề tham khảo là một trong số các cái kiểu dạng cấu trúc mà đã được thể hiện ở trong đề minh họa. Theo cái ma trận, theo cái hướng dẫn khi mà Bộ công bố đề minh họa. Và theo chủ quan cá nhân của cô nhận xét thì đây là một cái kiểu dạng cấu trúc phù hợp nhất với nhu cầu và xu thế của thời đại. Thậm chí cập nhật cái dạng kiểm tra đánh giá trong các đề thi ngữ văn của một số nước tiên tiến trên thế giới. Hơn thế nữa, nó cũng có thể nói là nó giảm thiểu cái áp lực về mặt tâm lý cho học trò. Giảm thiểu về những cái nội dung như thế nào thì chút nữa cô sẽ nói sơ qua để chúng ta có thể thấy được. Rõ ràng là ta cầm cái đề minh họa, cái đề tham khảo tháng 10 năm 2024 hôm nay trên tay, chúng ta có một cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Và cụ thể thì điều gì đã đem đến cái cảm giác mà cô đã nói một cách khá lạc quan là tương đối yên tâm cho học trò, cho thầy trò chúng ta để chuẩn bị cho cái quá trình ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thì chúng ta hãy quan sát cái đề. Chúng ta thấy là tất nhiên nếu mà so sánh với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2024 trở về trước, thật ra đấy là đề thi theo chương trình giáo dục 2006 thì đương nhiên là có rất nhiều thay đổi. Thế nhưng nếu mà so với cái cấu trúc của đề thi minh họa thì đương nhiên là chúng ta thấy là nó bám rất sát với lại cấu trúc. Tuy nhiên vẫn có những cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy nó dễ thở hơn, giảm áp lực hơn. Cụ thể như thế nào? Đề thi vẫn gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu,
4 điểm. Và phần thứ hai, phần viết 6 điểm với 2 câu. Câu viết đoạn văn và một câu viết bài văn. Câu viết đoạn 2 điểm và câu viết bài văn, có thể là bài văn nghị luận xã hội, có thể là bài văn nghị luận, bài nghị luận văn học là 4 điểm. Nếu như so với cái cấu trúc đề thi của cái năm 2024 trở về trước thì chúng ta có thể thấy là nó có một cái chút thay đổi về cái cơ số điểm. Trước đây đó là đọc hiểu là 3 điểm, viết đoạn là 2 điểm và còn lại 5 điểm là cho câu nghị luận văn học. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là cái cơ số điểm nó đã có cái cơ cấu điểm trong bài đã có sự thay đổi. Và như vậy tức là dành nhiều hơn cái lượng điểm, cái quỹ điểm cho phần đọc hiểu. Đây cũng là cái phần mà cô nghĩ rất quan trọng, rất thực tế với cái việc đọc hiểu, nghe hiểu của chúng ta, của thế hệ trẻ chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy quan sát cụ thể hơn với 5 câu hỏi. Nếu trước đây phần đọc hiểu là 4 câu hỏi, so với chương trình cũ đấy, là phần đọc hiểu là 4 câu hỏi, thì bây giờ là 5 câu. 5 câu hỏi nhưng cái vẫn đi theo cái ma trận đề, vẫn thiết kế theo cái cấu trúc của quá trình nhận thức, các cái cấp độ nhận thức, đó là từ nhận biết sang thông hiểu, lên vận dụng và cuối cùng cao nhất là vận dụng cao. Chúng ta có thể điểm qua một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích. Trước đây chúng ta chỉ thấy ta rất hay gặp cái câu hỏi này, nhưng là những câu hỏi theo kiểu xác định, anh chị hãy xác định thể thơ của văn bản, hay là hãy chỉ ra thể thơ của văn bản. Thì ở đây không dừng lại là chỉ ra thể thơ, mà phải làm rõ nếu đây là thể thơ tự do, nếu đây là thể thơ đường luật hay là thất ngôn bát cú hay là lục bát, thì những dấu hiệu nào cho anh chị biết được điều đấy, cho chúng ta xác định được điều đấy. Và như vậy chúng ta vẫn cần một chút cái sự nắm vững về kiến thức thể loại nhé. Nên là tuy là câu hỏi nhận biết nhưng nó đòi hỏi một cái tư duy của chúng ta nó sâu sắc hơn, thay vì là những câu hỏi nhận biết mà nó quá đơn giản như trước đây. Thứ hai, câu hai, xác định hình ảnh được sử dụng để so sánh với cây liễu xưa trong đoạn trích, thì câu hỏi này là một câu hỏi nhận biết rất điển hình và chúng ta có thể rất dễ dàng để có được cái điểm tối đa, đúng không? Khi chỉ ra là cây liễu ấy được so sánh như một bóng người Hy Lạp cổ, vân vân. Thì như vậy là với 5 câu thì chúng ta thấy là có 2 câu hỏi nhận biết. Câu 3 và câu 4 về cơ bản chúng ta thấy đây là câu hỏi phân tích nội dung. Và để phân tích được nội dung và cái cùng với cái kiểm tra cái năng lực cảm thụ của chúng ta, thì chúng ta một mặt chúng ta cũng phải có được một cái kiến thức thể loại về đặc trưng thể loại, mặt khác chúng ta phải có cái năng lực cảm thụ, và cái điều rất quan trọng đó là chúng ta có cái trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta vận dụng những kiến thức văn học, vận dụng kiến thức tiếng Việt, vận dụng những cái vốn sống của chúng ta để chúng ta có thể trả lời 2 câu hỏi 3 và 4 này. Đó là câu hỏi điển hình của mức độ vận dụng. Câu hỏi thứ 5, từ tâm trạng của nhân vật trữ tình, anh khi ở giữa lòng Hà Nội chiều nay, anh chị hãy bày tỏ suy nghĩ về chốn bình yên trong tâm hồn mỗi người. Trình bày đây là một cái đoạn văn ngắn khoảng từ 5 đến 7 dòng. Thế thì đây là một cái câu hỏi điển hình của câu của cái cấp độ nhận thức ở bậc cao nhất, đó là vận dụng cao. Với câu hỏi này thì các em cần phải vận dụng được những đồng thời cả cái năng lực cảm thụ, năng lực văn chương và cái vốn sống, cái trải nghiệm trong cuộc sống để có thể thể hiện được những cái xúc cảm cá nhân, trình bày những cái cảm xúc cá nhân của mình, những cái suy nghĩ, những cảm xúc, những tâm tư, những nỗi niềm như một sự chia sẻ trong cái câu hỏi số 5, trong một cái đoạn văn rất ngắn nhưng có thể thể hiện được một cách hàm xúc nhất những cái tâm tư tình cảm của các em. Thì về cơ bản thì cô nhận xét là với 5 câu hỏi này thì thứ nhất tức là chúng ta có thể thấy là cái đặc điểm thể loại nó cũng không quá đậm như trước đây. Ví dụ người ta có thể hỏi các em về tứ thơ, hỏi các em về ngôi kể, tất cả những cái vấn đề ấy nó là những cái vấn đề thuộc về đặc điểm thể loại, đặc trưng thể loại. Và thậm chí có những vấn đề thuộc về lý luận văn học nó khá là khó, trừu tượng, khó hiểu,
với các em, thì nó đem đến cái khó khăn nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ nếu mà theo cái hướng như thế này, thì bởi vì đề tham khảo thì tất nhiên sau này có thể có những cái xê xích, cái độ chênh, đấy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó cũng theo một cái định hướng nào đó. Có nghĩa là trong cái đề tham khảo này, cả thầy trò chúng ta đều có thể yên tâm, tương đối yên tâm. Đó là cái mức độ về đặc điểm thể loại nó nhẹ đi một chút so với đề minh họa vào tháng 12 năm 2023. Sang phần viết thì chúng ta thấy là cái câu 1 là câu viết đoạn nghị luận văn học. Viết một đoạn văn nghị luận văn học khoảng 200 chữ, phân tích hình ảnh Hà Nội qua cảm nhận nhân vật, trữ tình anh trong đoạn trích ở phần đọc hiểu. Ở đây có hai điều mà cô muốn nhận xét với các em, muốn chia sẻ với các em để thấy. Như lúc đầu cô đã nói là đây là một cái đề mà giảm thiểu áp lực cho học trò và cái lo lắng cho thầy cô. Thì cô đã nói ở phần đọc hiểu một phần rồi, và bây giờ ở phần viết lại thấy rất rõ điều này nữa. Đó là có hai cái nội dung mà các em có thể thấy rằng có sự thay đổi. Thứ nhất là về ngữ liệu, đây là điều rất rõ. Nếu như ở trong đề minh họa tháng 12 năm 2023 thì chúng ta thấy là có tới hai ngữ liệu minh họa, có những tới hai ngữ liệu. Ngữ liệu đọc hiểu cho phần đọc hiểu là một, và sau đó là ngữ liệu cho câu nghị luận văn học, viết đoạn văn nghị luận văn học là hai. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ viết một đoạn nghị luận văn học khoảng 200 chữ nhưng trình bày một nội dung mà nó xuất phát, được triển khai từ, được thể hiện từ trong cái ngữ liệu của phần đọc hiểu. Và điều này nó sẽ đem đến thuận lợi gì cho các em? Nó không làm cho các bạn bị đứt đoạn trong tư duy của mình. Nó không làm cho các bạn bị ngợp khi chúng ta nhìn vào một cái đề mà thấy bề bộn những ngữ liệu. Và rõ ràng là không chỉ là đứt đoạn tư duy mà chúng ta có thêm những cái thao tác tư duy mới nữa. Nó làm cho chúng ta phải mất sức nhiều hơn, cái tâm lý nó cũng bị áp lực hơn, nhất là trong một cái quỹ thời gian chỉ có 120 phút. Đó là một cái thuận lợi thứ nhất. Một cái thuận lợi thứ hai mà cũng hiển thị ở trong cái yêu cầu của đề ở phần viết nghị luận văn học này, đó là trình bày phân tích hình ảnh Hà Nội qua cảm nhận của nhân vật trữ tình anh. Nếu như trước đây đó là trong cái đề minh họa, đó là trình bày viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ và trình bày cái đặc điểm của nhân vật thần thoại, thì rõ ràng đây là một vấn đề thuộc đặc điểm của thể loại, về kiến thức thể loại. Và như cô nói ở phần đọc hiểu, nó sẽ khó hơn, nó tạo áp lực cho học trò hơn. Nhưng ở đây vấn đề nếu mà hỏi về cái để kiểm tra cái năng lực cảm thụ cá nhân của các em, phân tích một hình ảnh hay là phân tích một tâm trạng hay là vân vân, thì đó là điều mà chúng ta rất quen thuộc và nó vừa sức hơn. Có lẽ trong những năm đầu của cái việc thí nghiệm của cái cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình 2018 thì bộ sẽ có những cái nó nhẹ nhàng hơn để các em sẽ quen dần. Bởi vì ngay lập tức nếu như đưa vào cái phần phân tích những đặc điểm thể loại, có lẽ đây sẽ là một cái áp lực không chỉ với học trò đâu ạ, mà nhiều khi với cả giáo viên. Phần câu 2, tức là cái câu viết thứ hai đấy ạ. Câu này là 4 điểm. Chúng ta có một cái nhận xét như thế này. Cô có hai nhận xét. Bởi vì chúng ta thấy tuy là đề tham khảo, sẽ không lặp lại một cái đề như thế này nữa trong kỳ thi chính thức, tất nhiên. Nhưng sẽ là một cái định hướng cho thầy trò chúng ta khi ôn và luyện theo hướng về cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sang năm, đúng không? Thì có hai điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất, ở đây đề đưa ra về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Đây là vấn đề nóng của cả nhân loại bây giờ, của thế giới và của Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo đã thâm nhập vào trong cuộc sống, trong cái tất cả các bình diện, mọi cái lĩnh vực của cuộc sống. Thậm chí nhiều khi muốn làm một bài thơ, nhiều người cũng sử dụng đến trí tuệ nhân tạo. Vẽ một cái bức tranh cũng sử dụng đến trí tuệ nhân tạo. Thay một cái avatar cũng dùng đến trí tuệ nhân tạo để sửa cái bức ảnh của gốc của mình không được đẹp. Ví dụ như thế. Cho nên trí tuệ nhân tạo là một vấn đề rất nóng
của trên thế giới và của Việt Nam. Và như vậy có nghĩa là trong những cái nội dung để mà người ta có thể đưa các em đưa vào trong cái đề câu nghị luận xã hội cho các em để các em có thể trình bày quan điểm của mình ấy, đó chính là họ sẽ chọn những cái vấn đề trọng tâm của cuộc sống, trung tâm của cuộc sống, những vấn đề nóng nhất của cuộc sống, thậm chí của toàn cầu. Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ có được, luôn luôn có được những cái sự cập nhật mới mẻ về vốn sống, về trải nghiệm trong cuộc sống để chúng ta có thể update, có thể cập nhật được tất cả mọi cái thông tin để sau này khi mà nếu như chúng ta có thể gặp những cái đề nghị luận xã hội theo kiểu như thế này, chúng ta sẽ không có cái lúng túng, không có những cái mà chúng ta cứ đi vào những cái vấn đề chung chung, những vấn đề muôn thuở. Hãy đến với những vấn đề đang được cập nhật, đang nóng nhất trên thế giới, trong ở toàn nhân loại và ở Việt Nam ta. Tất nhiên bên cạnh đấy thì như cô đã nói, đây là đề tham khảo. Và vì thế cho nên là bên cạnh những vấn đề trước mắt, những vấn đề trọng tâm, trung tâm của cuộc sống, vẫn có những vấn đề thuộc về muôn đời, đúng không? Đây là cái thứ nhất. Một cái thứ hai, ta hãy quan sát câu lệnh. Từ góc nhìn của người trẻ, anh chị hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 chữ trình bày suy nghĩ về vấn đề trên. Cụm từ trình bày suy nghĩ về vấn đề trên là một cụm từ cho thấy tín hiệu của một đề mở hoàn toàn. Trước đây chúng ta có thể gặp những cái đề, ví dụ viết một cái bài nghị, một cái đoạn văn nghị luận, một cái đoạn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của anh chị về tác hại hoặc là ý nghĩa của một cái hiện tượng nào đó, của một vấn đề nào đó, vân vân. Khi mà nói về tác hại hoặc ý nghĩa thì đã mặc nhiên định hướng nó là tiêu cực hoặc là tích cực rồi. Nhưng ở đây trình bày suy nghĩ về vấn đề trên, như vậy có nghĩa là các bạn sẽ phải thể hiện, hoàn toàn thể hiện cái chính kiến, cái quan điểm cá nhân hoàn toàn độc lập của mình, không bị sự chi phối bởi bất kỳ một tín hiệu nào ràng buộc định hướng ở đề. Và như vậy thì thật ra cái tín hiệu của một cái đề mở như thế này, nó vừa là thuận lợi, nó vừa là thách thức, hoặc là khó khăn đối với các em. Bởi vì khi có định hướng, chúng ta men theo định hướng, nương vào định hướng để chúng ta phát triển ý. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta lại bức bối trong cái, như là một cái hành lang rất, nói như Nguyễn Minh Châu là một hành lang vừa hẹp vừa thấp. Chúng ta không thể thể hiện được cái chính kiến của mình. Khi ta thấy rằng rõ ràng cái này không phải chỉ là ý nghĩa, mà nó còn đưa đến rất nhiều cái tiêu cực, hoặc cái này nó không chỉ có tiêu cực mà nó còn có những cái mặt mạnh, mặt tốt đẹp của nó, vân vân. Đấy, thì mình sẽ rất là khó để mà bộc lộ cái quan điểm cá nhân. Cho nên bao giờ cũng thế, bên cạnh thách thức luôn là cơ hội. Và những cái nhận xét của cô rất là cố gắng là ngắn gọn nhất, nhưng tuy nhiên cũng khi mà các em nghe chắc là cũng hơi bề bộn, thì nó sẽ mong là sẽ giúp cho các em yên tâm hơn trước một kỳ thi đầy những thử thách và cơ hội, rất nhiều thách thức và cơ hội. Kỳ, và đây là cái kỳ thi mà như chúng ta cả nước ta đều biết rồi, đây là kỳ thi của 2K7, kỳ thi của khóa học trò đầu tiên thể nghiệm chương trình giáo dục 2018. Và cô rất mong với một cái đề tham khảo như thế này, chúng ta sẽ có một cái định hướng để chúng ta ôn, luyện, tích lũy tri thức, tích lũy vốn sống, để chúng ta có thể có được một cái kỳ thi đạt kết quả tốt đẹp nhất. Xin chào các em.